Ngày 28 tháng 12, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phong tỏa lô B của chung cư Sư Văn Hạnh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, vì có trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1440 mắc COVID-19. Lối ra vào chung cư có hàng rào chắn được lập ra để hạn chế cư dân ra vào. Bên trong, nhiều nhân viên y tế đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với các cư dân trong chung cư. Người dân gần chung cư cho biết, việc phong tỏa này được thực hiện từ tối hôm qua, tức ngày 27 tháng 12. Trước đó, báo cáo của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, nam thanh niên 23 tuổi, thường trú tại chung cư Sư Văn Hạnh, phường 9, quận 5 ở thành phố Hồ Chí Minh, tiếp xúc với bệnh nhân 1440 có kết quả dương tính COVID-19, nhập cảnh chui cùng bệnh nhân 1440. Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, sáng 28 tháng 12, bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện Dã chiến Củ Chi để điều trị. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn nhưng nghẹt mũi, ho đờm nhiều. Cụ thể, theo báo cáo, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 27 tháng 12 tại khu cách ly tập trung quận 5. Đến 17 giờ cùng ngày, kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho thấy dương tính lần 1 với COVID-19. Sau khi có kết quả, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Dã chiến Củ Chi ngay trong đêm. Qua khai thác lịch sử đi lại, thanh niên này đã đi cùng bệnh nhân 1440 từ Myanmar sang Thái Lan, Campuchia rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam, chưa rõ qua cửa khẩu nào, chỉ nhớ qua một điểm tên Long Bình. Còn tại Vĩnh Long, nơi có ca nhiễm COVID-19, bệnh nhân 1440, theo công văn mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế của Bộ Y tế, hạn chế tập trung đông người khi không cần thiết. Các cơ quan, đơn vị, địa phương không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người khi không cần thiết. Khi tổ chức các hoạt động, sự kiện, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định và chịu trách nhiệm về quá trình tổ chức. Sở Y tế thực hiện thông báo khẩn với người dân đã từng đến những địa điểm mà bệnh nhân 1440 đi qua, cần liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất. Đồng thời, tiến hành phong tỏa tạm thời các địa điểm mà bệnh nhân đã đến và thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng. Thông tin về các ca nhiễm bệnh theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường trách nhiệm trong khi chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương, quản lý triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để dịch bệnh bùng phát, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện nếu lơ là, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao.